Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình làm tiếp theo huyền thoại công giáo và tội ác. Chuyện tiếp theo là chuyện bí mật ở núi Sọ. Tiếng Do Thái Gotthotha có nghĩa là sọ người. Tại vùng ngoại ô phía tây bắc Jerusalem có một ngọn đồi cao 11 mét, trông xa giống cái sọ người, nên từ xa xưa người Do Thái đã đặt tên cho nó là đồi sọ. Nhưng từ khi đế quốc La Mã thống trị, chọn ngọn đồi này làm nơi hình hình các tử tội, phần đa số là những người yêu nước chống đế quốc, nên dân thành Jerusalem gọi ngọn đồi ấy là núi sọ người. Chính tại nơi đây Giê-xu và hai người khác đã bị lính La Mã xử tử bằng cách đóng đinh vào thập giá. Ngọn đồi Golgotha đã trở thành thánh địa trong trái tim của các tín đồ Kitô giáo trên khắp thế giới. Tuy nhiên, họ chỉ biết chuyện Chúa chết theo sự mô tả, với đầy dẫy những điều xuyên tạc bóp méo lịch sử của những kẻ chủ mưu lập đạo Kitô qua các sách Phúc Âm mà thôi. Còn chuyện gì thật sự đã xảy ra cho Chúa, chúng ta cần phải đợi xác minh của các sử liệu và các bằng chứng có giá trị khách quan sau khi đã được kiểm chứng bởi các chuyên gia khả tín của các ngành khoa học hiện đại. Năm 1994, hai học giả Đức là Holger Kenstein và Elmar Rupert đã xuất bản hai tác phẩm để đời The Jesus Con Paris, The Turi Song và The Truth About The Resurrection, ra 337 trang. Element Con Hoa Kỳ in lại hai lần trong cùng năm 1994, làm chấn động dư luận quốc tế. Đề tựa của cuốn sách khá dài vì nó đề cập tới bốn vấn đề chủ yếu của nội dung sách này. 1. Tất cả những câu chuyện của Thánh Kinh nói về cái chết của Giê-xu để chuộc tội cứu thế chỉ là một âm mưu xảo trá của Giê-xu. 2. Tất cả các thánh tích mà Vatican nói là đồ thật hầu rao bán từ xưa đến nay để hốt bạc, thực sự tất cả chỉ là đồ giả, không có một cái nào là thật cả. Trái lại, thánh tích có 102 của toàn bộ hệ thống Kitô giáo là tấm khăn liệm xác Giê-xu hiện lưu giữ tại nhà thờ lớn thành phố Turin tại Ý, là duy vật duy nhất của chính Giê-xu. 3. Cuộc giảo nghiệm của giới khoa học quốc tế vào tháng 10 năm 1978 tại Turin đã xác nhận tấm vải liệm ở Turin là thật. Những chứng tích của sự thật còn in dấu vết trên tấm vải liệm đó đã tố cáo âm mưu bịp bợm của những kẻ lập đạo Kitô. Các nhà khoa học đã chứng minh khi được liệm xác Giê-xu vẫn còn sống chứ không chết. Giê-xu đã thoát chết là nhờ có rất nhiều tín đồ tay trong bí mật cứu giúp từ trước đến sau vụ đóng đinh. Thậm chí viên sĩ quan La Mã, trưởng toán hành hình Giê-xu, cũng là một tín đồ bí mật, nên y đã không đập gãy chân Giê-xu. Sau đó Giê-xu đã được các tu sĩ đồng đạo thuộc giáo phái Essen của giáo chủ Jean Baptiste, sư phụ của Giê-xu, dùng khối lượng 100 phao dược thảo để cứu sống Giê-xu thành công. Vậy Giê-xu đã chẳng những không chết để chuộc tội thiên hạ, mà cũng chẳng bao giờ là đấng từ kẻ chết sống lại hiển vinh. Ngài thực sự chỉ là đấng đại biệt quốc tế đáng quyền rũ chứ không thể tôn thờ. Di vật thứ thiệt của Giê-xu là tấm vải liệm ở Turin và kết quả giảo nghiệm quốc tế tháng 10 năm 1978 là hố chôn toàn hệ thống Kitô giáo gồm Công giáo La Mã, Chính thống giáo, Anh giáo và tất cả các giáo phái Tin lành. Đó cũng là tất cả sự thật về cái gọi là sự phục sinh của Chúa Kitô. 4. Vì thấy kết quả cuộc giáo nghiệm quốc tế gây nguy hại cho sự tồn vong của Công giáo La Mã, nên Tòa Thánh Vatican đã đơn phương ngụy tạo một cuộc giáo nghiệm khác bằng thử nghiệm
radi carbon test nhằm đánh lạc sự chú ý của thế giới về kết quả xác đáng của giới khoa học quốc tế đã được công bố trước đây về những bí mật của tấm vải liệm xác Giê-xu hiện lưu trữ tại Turin. Nguyên bản tác phẩm này được viết bằng tiếng Đức và được chính thức các tác giả chuyển ngữ sang tiếng Anh. Vì cả hai đều tốt nghiệp đại học ở Đức và Hoa Kỳ, nguyên bản Đức ngữ đã được dịch sang nhiều thứ tiếng. Riêng bản Anh ngữ của hai tác giả này đã được in ra 7 thứ tiếng khác. Cũng trong năm 1994, từ đó đến nay có thể tác phẩm này đã được tái bản và dịch thêm ra nhiều ngoại ngữ khác nữa. Sau trên 10 năm nghiên cứu lịch sử và tiếp xúc với rất nhiều nhà khoa học đã từng tham dự vào các cuộc điều tra khoa học và giảo nghiệm liên quan đến chứng tích lịch sử Kitô giáo, các tác giả mới có đủ các dữ kiện hoàn thành tác phẩm độc đáo này. Bài viết của Elmar Rober trong tác phẩm The Jesus Compari mang tựa đề Những chuyện bí mật ở núi Sọ Người đã tố cáo trước dư luận quốc tế rất nhiều bằng cớ về những âm mưu bí hiểm chung quanh cái chết của Jesus như sau. Khoảng cuối thập niên 20 đầu công nguyên, Jesus 33 tuổi, nguyên là thợ mộc Galilee, đã bị quan toàn quyền La Mã Pilate kết án tử hình về tội phạm chính trị, âm mưu gây bạo loạn chống chính quyền. Nguyên nhân vì trong dịp cả nước Do Thái kỷ niệm đại lễ vượt qua, dân chúng tứ phương đổ về Jerusalem rất đông. Để đề phòng một cuộc bạo loạn chính trị có thể xảy ra trong những dịp có quá đông dân chúng hỗn tạp tập trung tại Jerusalem, quan toàn quyền Palestine đã điều động nhiều đơn vị quân đội từ nhiều nơi về bố trí tăng cường bảo vệ an ninh cho thủ đô Do Thái trong dịp đại lễ này. Việc du kích và nhân dân Do Thái lợi dụng cơ hội này để nổi loạn chống chính quyền là điều rất dễ xảy ra trong hoàn cảnh tình thế hỗn tạp này. Chính vì chuẩn bị đối phó với mọi bất trắc có thể xảy ra nên Palestine đã điều động nhiều đơn vị quân đội từ nhiều nơi về Jerusalem để tăng cường bảo vệ an ninh. Cũng trong dịp đại lễ vượt qua này, Jesus đã ngang nhiên phá rối trật tự an ninh tại trung tâm của buổi lễ là đền thánh Jerusalem của giáo phái thù địch là Princeps. Bởi lẽ Jesus là đệ tử của Jean Baptiste, giáo chủ của phái Essene, vốn rất căm ghét giáo phái Princeps từ lâu nên đã nhân dịp này xâm nhập đền thánh, la lối phá phách, đánh đuổi những người bán lễ vật cho khách hành hương tham quan đền thánh hoặc đổi tiền cho những khách ngoại quốc về dự lễ. Trong tác phẩm The History of Jesus, linh mục John Dominic Rothschild đã viết: những gì đã xảy ra cho Jesus cũng là những điều đã xảy ra trước đó cho John. Đó là hình phạt tử hình mang tính chất chính trị và tôn giáo, chỉ một hành vi phá phách đền thánh như vậy, nhất là trong dịp đại lễ quốc khánh, trong tình hình lễ xảy ra bạo loạn này, đã hoàn toàn hội đủ yếu tố đưa đến hình phạt bị đóng đinh trên thập giá vì lý do hỗn hợp tôn giáo chính trị. Toán lính La Mã thi hành bản án tử hình Jesus do đại úy Longinus cầm đầu đã dẫn Jesus lên đồi Sọ Người xử tử bằng cách đóng đinh Jesus vào thập giá cùng với hai tư tội khác. Lúc đó là buổi chiều ngày thứ sáu. Ngày hôm sau là ngày đại lễ vượt qua kỷ niệm thánh Môi-se đã dẫn dân tộc Do Thái vượt qua Hồng Hải trốn thoát ách nô lệ Ai Cập trong nhiều thế kỷ trước. Lễ này luôn luôn nhằm vào ngày rằm vì người Do Thái thời đó sử dụng âm lịch. Kỳ lễ năm ấy lại trùng vào ngày thứ bảy. Theo tục lệ Do Thái thì mọi tử tội đều phải được chôn cất trước ngày Sabbath. Đạo Do Thái là đạo của luật, vì thế nói đến luật mọi người sẽ hiểu rằng luật của đạo Do Thái. Luật đạo Do Thái dạy rằng không được để ánh sáng mặt trời chiếu trên xác tử tội vào ngày Sabbath. Do đó thân xác của tử tội Jesus sẽ được tháo xuống trong buổi chiều trước ngày Sabbath theo đúng với luật lệ tôn giáo của Do Thái. Jesus có hai người bạn thân là Joseph Arimathea và Nico D.
Demos. Cả hai đều rất giàu và có quyền thế vì họ đều có chân trong hội đồng tố cáo do có chân trong hội đồng tối cao Do Thái. Hội đồng này có 70 nghị viên là đại diện cho đạo Do Thái, đồng thời cũng là cơ quan chính quyền bản xứ Do La Mã lập ra để phụ trách trông coi việc thi hành các luật pháp và tục lệ của xứ thuộc địa này. Joseph và Nicodemus với tư cách là những nghị viên viện Sanhedrin Do Thái đã có dịp tiếp xúc và quen thân với Ba-la-tê. Do đó cả hai người được biết chính quyền La Mã đã quyết định tìm bắt và xử tử Giê-xu vì lý do những hoạt động gây bạo loạn vừa xúc phạm đạo Do Thái vừa gây nguy hại đến an ninh và công cuộc trị an của La Mã. Mặc dù đã biết trước mọi việc sẽ xảy ra cho Giê-xu, nhưng Joseph và Nicodemus vì biết không thể cứu Giê-xu thoát khỏi án tử hình, do đó Joseph và Nicodemus tìm cách hối lộ và thuyết phục Ba-la-tê cho phép họ được tháo xác Giê-xu xuống khỏi thập giá càng sớm càng tốt để kịp thời cứu sống Ngài. Đây là một biệt lệ vì luật pháp La Mã tuyệt đối cấm thân nhân mang xác tử tội về nhà chôn cất. Các xác tử tội đều bị vứt vào hang hoặc bãi hoang cho kinh kênh, thuốc dữ hoặc chó hoang ăn thịt. May mắn thay, đề nghị của Joseph và Nicodemus đã được Ba-la-tê chấp thuận. Joseph liền bỏ tiền mua một khu vườn có cây cối rậm rạp nằm sát chân đồi núi Sò Người và xây lại đây một ngôi mộ lớn có nhiều phòng. Nicodemus mua một số thuốc cứu thương rất lớn. Phúc âm của John cho biết Nicodemus đến với Chúa vào ban đêm mang theo dầu ma và alau nặng 100 ston. Ston là đơn vị đo lường của Do Thái thời đó. Mỗi ston tương đương với một phao. Alau là chất thuốc có khả năng gây mê, tẩy uế, đờm dãi, tống khứ chất độc trong người và làm cho các vết thương mau lành. Khi Giê-xu bị treo trên thập giá, Ngài kêu khát nước. Sĩ quan chỉ huy toán hành hình đã lấy miếng bọt biển thấm giấm rồi lấy cây giáo đưa lên miếng bọt biển đó miệng đó lên miệng Giê-xu để Ngài uống giải khát. Viên sĩ quan đó là thuộc hạ thân tín của Ba-la-tê nhưng đồng thời cũng là một tín đồ bí mật của Chúa. Phúc âm của Mắc ghi rõ 15:2.39-27:2.54. Viên sĩ quan này là người đã từng ngợi khen Chúa là con Đức Chúa Trời. Và sau khi uống giấm xong, Chúa phán công việc đã hoàn thành. Rồi Ngài cúi đầu xuống và trút linh hồn. Thánh Kinh nói chất nước Giê-xu uống lúc còn bị treo trên thập giá là giấm. Nhưng có phải là giấm thật không? Tại sao vừa uống giấm xong thì Ngài chết liền? Căn cứ vào những chất thuốc mà Nicodemus đã mang đến núi Sọ là dầu ma và alau, trong người ta có thể suy đoán nước giấm Giê-xu uống có pha hai chất thuốc này để gây mê. Các nhà khoa học phân tích alau đã tìm thấy chất phenol có tác dụng gây mê, dầu ma được lấy từ cây Comifola đã được người Hy Lạp sử dụng từ lâu để trị vết thương và tẩy uế. Dầu ma là một loại dầu giống như dầu lô hội được sử dụng rộng rãi đến ngày hôm nay. Ông tổ y khoa Tây Phương là Hippocrates đã ca ngợi dầu ma là một thần dược, chẳng những chữa trị vết thương mau lành mà còn ngăn ngừa các bệnh dịch. Ngoài ra, ở Palestine vào thời đó người ta đã biết sử dụng thuốc phiện để làm thuốc giảm đau. Do đó chất giấm mà viên sĩ quan tín đồ bí mật của Chúa đã cho Ngài uống có thể là một chất tổng hợp các thứ thuốc nói trên, khiến cho Ngài vừa mới uống xong thì bất tỉnh liền. Cũng người sĩ quan đó lấy cây giáo quệt sơ vào cạnh sườn của Chúa để cho những tên lính La Mã thấy khác. Những tên lính La Mã khác thấy Chúa không giật mình cựa quậy nên tưởng rằng Ngài đã chết rồi và tha cho Ngài cái cực hình bị đập gãy hai chân. Vì đã được phép của Ba-la-tê, Joseph và Nicodemus vội vàng tháo xác Giê-xu xuống
và đưa ngay vào nhà mộ kín đáo trong khu vườn của Joseph ở ngay sát chân đồi. Tại nhà mộ này, Joseph và Nicodemus đã để sẵn một phiến đá dài bằng phẳng dùng làm ghế nằm. Trên đó trải sẵn một tấm vải trắng thuộc loại đắt tiền, dài 4,36 m, rộng 1,10 m. Vì tấm vải rất dài nên chỉ cần một nửa tấm vải cũng đủ để phủ lên mặt ghế đá. Nicodemus cẩn thận rắc các thứ thuốc và dầu ma lên tấm vải trước khi đặt xác của Giê-xu lên đó. Toàn thân của Giê-xu lúc ấy bê bết máu đã in lên tấm vải trắng, những vết roi trên lưng, mông, đùi và chân. Cũng nhờ những dấu vết máu trên tấm vải này, người ta đã đo được chiều dài của Giê-xu từ đầu xuống gót chân là 1,82 m, tức là ngài cao khoảng 1,82 m, và ước lượng ngài nặng khoảng 79 kg. Phân nửa tấm vải còn lại đã được Joseph và Nicodemus trùm qua đầu, qua ngực xuống tới chân của Chúa. Lúc ấy hai tay của Chúa được để vắt chéo trên bụng. Cái mão gai trên đầu của ngài vừa mới được tháo ra đã tạo lên những vòng máu tươi chảy trên trán, làm ướt hết cả khuôn mặt của ngài. Máu của ngài pha lẫn với các thứ dầu thuốc đã được thoa khắp cơ thể tạo thành một hỗn hợp màu nâu. Hỗn hợp màu nâu này được in lên tấm vải phủ trên thân xác ngài, hình ảnh khuôn mặt với những vết gai đâm trên trán. Hai ống chân còn nguyên, không bị đập gãy, với hai lỗ đinh trên hai bàn chân và hai cánh tay vắt chéo, với hai lỗ đinh trên hai mu bàn tay. Lúc ấy là đêm thứ sáu, hôm sau là lễ vượt qua. Toàn dân thành Jerusalem lo mừng cuộc lễ nên chẳng có ai để ý đến kẻ tử tội bị đóng đinh nhiều chiều qua. Nhiều tử tội được bạn bè tận tình cứu giúp đã từ từ hồi tỉnh sau cơn mê vài giờ. Và lại các thuốc mê đến lúc đó cũng đã hết tác dụng, vì ngài đã được uống thuốc sổ. Đêm đó lại là đêm trăng rằm, Nicodemus và Joseph được sự trợ giúp của các thiên thần áo trắng đã di chuyển Giê-xu tới một nơi an toàn và bí mật hơn để tiếp tục chữa trị. Do sự khám phá của những cuộn sách cổ ở vùng biển chết, người ta mới biết các thiên thần áo trắng là các tu sĩ thuộc giáo phái Ascend của John the Baptist. Mọi tu sĩ của giáo phái này đều mặc áo dài trắng và đều biết chữa bệnh. Họ đi lang thang khắp nước Do Thái để giảng đạo và chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo. Giê-xu là bạn đồng đạo của họ nên được họ tận tình săn sóc trong dịp này. Lúc di chuyển Giê-xu rời khỏi ngôi mộ trong vườn của Joseph, họ đã quên tấm vải trắng liệm xác Giê-xu tại đó. Sáng hôm sau là ngày Chủ nhật, người Do Thái gọi là ngày đầu tuần. Bà Madeleine, vợ Giê-xu, đến mộ thăm chồng. Khi Kinh Thánh của John 12:1-18 kể chi tiết như sau: Madeleine đến thăm mộ Chúa trong buổi sáng ngày đầu tuần, lúc ấy trời hay còn tối. Bà thấy hòn đá chắn cửa mộ đã bị dời đi chỗ khác. Bà vô cùng hoảng hốt, bèn vội vàng chạy đi tìm Pê-rô và John tông đồ, than khóc với hai người không biết ai đã mang xác Chúa ra khỏi mộ rồi. Nghe nói vậy, Pê-rô và John chạy đến ngôi mộ của Chúa. John còn trẻ chạy nhanh tới trước, nhưng John chỉ đứng ở cửa hang ngó vào nhìn thấy tấm vải trắng chứ không dám vào hang mộ. Pê-rô chạy chậm tới sau, bước thẳng vào hang. Pê-rô nhặt tấm vải lúc ấy đã được cuộn lại. Khi gỡ ra, Pê-rô thấy trong đó có chiếc khăn che mặt của Chúa nữa. Kinh Thánh của John thuộc đoạn chuyện trên với các động từ thì hiện tại muốn chứng tỏ những sự việc này do tác giả chứng kiến trực tiếp. Sách Kinh Thánh Tân Ước được viết bằng tiếng Hy Lạp. Khi mô tả vết thương cạnh sườn của Chúa, tác giả gọi đó là vết trầy nhẹ. Saint Jerome 340-420 là người đầu tiên dịch các sách Kinh Thánh Tân Ước từ tiếng Hy Lạp ra tiếng Latin.
Bộ sách Kinh Thánh do Jerome dịch ra được gọi là Vulgate, sách phổ thông, đã trở thành bản Kinh Thánh chính thức của đạo Kitô trong bản dịch Vulgate. Jerome đã xuyên tạc nhiều điều của nguyên bản Hy Lạp, viết thương vết thương cạnh sườn của Giêsu từ một vết trầy theo đúng chữ Hy Lạp là nissing, có nghĩa là vết trầy nhẹ. Trong nguyên bản, Jerome đã biến nó thành abering, có nghĩa là một vết thương mở toang với máu và nước trong người của Chúa chảy ra. Mọi người đều đọc bản dịch Kinh Thánh của Jerome có cảm tưởng vết thương cạnh sườn của Giêsu là một nhát đâm dứt điểm, tương tự như khớp người La Mã không hề dữ liệu thủ tục cấp bi rắc. Thủ tục này do người Pháp lập ra vì lý do nhân đạo, nhằm giúp các tử tội không phải chịu đựng sự đau đớn lâu dài. Mục đích của nhân đạo cúp đờ rắc hoàn toàn ngược lại với chủ đích của người La Mã khi sử dụng hình phạt đóng đinh trên thập tự. Họ muốn tử tội phải bị đau đớn lâu dài, dầm mưa dại nắng, bị lột trần truồng và bị biêu xấu những nơi có nhiều người trông thấy, nhằm mục đích khủng bố tinh thần cám đám nô lệ hay dân các nước thuộc địa. Luật La Mã quy định thủ tục xác nhận cái chết của tử tội bằng cách đập gãy chân tử tội. Với thể thức này, tội nhân không còn đủ sức để gượng nâng thân mình lên, toàn thân sẽ rũ xuống. Đầu tội nhân sẽ cúi gằm xuống ngực, khiến tội nhân chết vì ngọt thở. Luật La Mã không hề quy định việc lấy giáo đâm vào tim tử tội cho đến chết hẳn, tương tự như phát súng ân huệ của người Pháp. Người Pháp khủng bố tinh thần bằng phương pháp khác như chặt đầu, chụp hình làm tham, tem thơ, tem cò để đàn áp tinh thần dân thuộc địa. Vụ đầu độc Hà Thành, các liệt sĩ Việt Nam đã bị Pháp chụp hình đầu lâu làm tem thơ là một ví dụ. Mọi điều vừa nêu hãy còn sờ sờ ra đó trên các văn bản của luật La Mã và nguyên bản Kinh Thánh Hy Lạp. Bản dịch Kinh Thánh Vulgate của Jerome đã để lộ nguyên hình là một sự gian trá cố tình. Phải chăng chính vì vậy mà Jerome đã được ghi công và được phong thánh? Ngày nay chúng ta hiểu tại sao giáo hội La Mã đã cấm không cho ai được phép dịch Kinh Thánh từ tiếng Hy Lạp, mà phải dịch ra từ bản Vulgate của Jerome. Mọi mưu toan kinh dịch, dịch Kinh Thánh từ tiếng Hy Lạp đều bị trả giá bằng cái chết trên giàn hỏa. Nhưng không một sức mạnh nào có thể vượt qua được sức mạnh của sự thật. Sự thật là sức mạnh vô địch và tối hậu, sẽ tiêu diệt mọi thủ đoạn dối trá nhằm che mờ lý trí và lương tri của con người. Đó là phần tóm tắt về những chuyện bí mật trên núi Sọ, trên núi Sọ Người. Và tiếp theo lần sau mình sẽ trình bày con bạch tuộc của Đức Chúa Trời. Mời các bạn chú ý đón xem, đón nghe. Xin cảm ơn các bạn.